Nóng, tổng hợp vị trí 26 chữ tượng hình cổ đại trong Play Together. Đầu tiên, khu vực Plaza. Tiếp theo, khu nghỉ dưỡng. Thứ ba, khu cắm trại. Thứ tư, khu nhà ở. Thứ năm, khu trung tâm. Vừa rồi là hướng dẫn tìm 26 chữ tượng hình cổ đại của mình. Nếu thấy hữu ích hãy thả tim cho mình nhé. Chúc các bạn chơi vui.